kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin công an toán và tuyên giáo bày thiên la địa võng dân long sơn nghi sơn hết đường ai có hiểu biết về các mô hình nhà nước thì đều biết chế độ độc tài cộng sản có một bộ máy như là thứ quái thai của xã hội loài người đó là bộ máy tuyên giáo làm công tác tuyên truyền mà không chỉ có bộ máy chính quyền này có đến hai bộ máy như vậy về mặt đảng có ban tuyên giáo trung ương về mặt nhà nước có bộ thông tin và truyền thông đạp đổ chén cơm của dân rồi trồng tội lên đầu dân về công tác chỉ đạo thì thường bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo bằng văn bản còn ban tuyên giáo chỉ chỉ đạo bằng miệng khi chỉ đạo những vấn đề hợp pháp thì bộ thông tin và truyền thông đưa ra văn bản còn khi muốn chỉ đạo những yêu cầu trái đạo đức hoặc trái pháp luật thì ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo bằng miệng Việc chỉ đạo bằng miệng nhằm mục đích không để lại trái đạo với pháp luật, lọt ra ngoài xã hội, tức là họ chuyên dùng trò ném đá giấu tay với nhân dân. Những năm gần đây, người dân bị hàm oan quá nhiều, đang thường xuyên ra những chỉ thị ngầm để đè bẹp ý chí lẫn tiếng nói của dân, nên ông Nguyễn Phú Trọng giao cho ngành tuyên giáo cho quân đội nắm. trưởng ban tuyên giáo trung ương chính là thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bộ trưởng thông tin và truyền thông là thiếu tướng nguyễn mạnh hùng tất cả từ bên quân đội mà ra thường để dập tắt sự phản đối của dân chúng đảng cộng sản cho tô lâm ra tay tàn bạo để hù dọa cho người dân phải sợ nếu dân không sợ vẫn kêu gào thì đảng trao cho tuyên giáo dùng truyền thông độc quyền vu cáo là dân bị thế lực thù địch xúi dục kích động tuyên giáo thì tự do sáng tác tự do chụp mũ cho nạn nhân để khiến những người cả tin nghĩ rằng những người phản đối kia là gây rối chứ đảng và nhà nước không làm sai. Từ đó họ cô lập những nạn nhân với cộng đồng ở bên ngoài rồi biến những người bị đảng tước mất bất kế sinh nhai thành tội phạm. Cho dù có kiên cường nhưng không nhận được sự ủng hộ từ xã hội thì đảng Cộng sản sẽ bẻ gãy từng người như bẻ từng cây tăm vậy. Ngoài thiên la địa võng do công an và tuyên giáo gây ra thì còn có tòa án tham gia trừng trị nạn nhân của đảng bằng những bản án bỏ túi rất nặng nề. Đó là những gì Đảng Cộng sản chuẩn bị để đối phó với nhà dân oan. Độc quyền báo chí đảng đàn áp rồi chối bỏ thì dân làm gì được đảng đây? Về vụ bắt bớ những nạn nhân của đảng ở dự án Cảng Long Sơn, báo chí thì nói rằng dù đã tuyên truyền nhưng một số người vẫn chống đối việc thi công Cảng Container Long Sơn dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật. Đây là lời nói một chiều của phía chính quyền, họ có báo chí trong tay nên họ dễ dàng tô vẽ ra hình ảnh Đảng làm đúng, còn dân là vi phạm pháp luật. Báo chí trong nước với thân phận nô bộc nên đã làm như thế. Tuy nhiên, một số người dân giấu danh tính cho biết, việc Đảng tuyên truyền không phải để đối thoại, để giải quyết vấn đề mất quyền sống của người dân mà là đảng ép buộc dân phải chấp nhận dự án vô điều kiện trong khi đó dự án này mang lại bao nhiêu tiền hối lộ tiền loại quả cho quan chức dân có được đồng nào đâu thực ra chính quyền nói là tổ chức đối thoại cho sang chứ thực chất những lần họp mặt dân chỉ để gài dân buộc họ chấp nhận theo ý đảng chứ chính quyền không chịu lùi bước đồng thời thông qua các buổi đối thoại chính quyền sẽ xếp những người cứng đầu vào danh sách đen của họ bởi trong tay đảng có đầy đủ công an để đè bẹp mọi đòi hỏi của người dân, nên họ luôn làm thế trong các cuộc đối thoại. Trước đây, nhiều lần chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đối thoại với dân oan tại Thủ Thiêm, nhưng đều thất bại cũng vì họ mang tâm thế bề trên để đối xử với nhân dân. Sau khi đối thoại, ai còn phản đối thì báo chí vu khống cho là gây rối, chụp mũ và cho tội cầm đầu, xúi dục người khác. Đảng đang ngành chiến với dân. Sau khi tước đoạt kế sinh nhai của người dân, là tiếp đến là công an, viện kiểm soát, tòa án và tuyên giáo vào cuộc. Công an cho khởi tố bắt người, viện kiểm sát buộc tội, tuyên giáo thì vẽ ra hình ảnh nhà nước vì pháp luật và nạn nhân của Đảng Cộng sản thành tội phạm. Rằng thiên là địa võng như thế thì dân Long Sơn hết đường thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Công an, toán và tuyên giáo bày thiên la địa võng, dân lòng sơn nghi sơn hết đường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Đạo đức sáng ngời, đàn áp tàn bạo. Quan nghi sơn lên báo phủ nhận và chụp mũ dần. Khi gặp khủng hoảng với dân mà cụ thể là vụ người dân biểu tình chống lại việc xây cảng Long Sơn ba là chứng minh cho thấy độc quyền báo chí là có ý đồ của Đảng Cộng sản. Bởi Đảng luôn nhúng tay vào chuyện xấu, chuyện ác nên họ cần phải loại bỏ báo chí tự do. Nhưng lúc đạp lên dân chưa mất chén cơm và làm. Cho dân phải đổ máu Thì chỉ có báo chí độc quyền nhà nước Mới loan tin theo ý đảng Hình ảnh Người dân phản đối dự án Bị đánh đến đổ máu Đảng Cộng sản Việt Nam xem báo chí Tự do là kẻ thù Bởi hai nguyên nhân Nguyên nhân chính là họ không muốn loại báo chí này tồn tại Để họ dễ bề Thao túng niềm tin của toàn dân Nguyên nhân thứ nhì là Họ muốn vạch ra lằn danh giữa ta và địch Để khi làm việc với ác họ cứ vu cho báo chí tự do vì thù địch mà xuyên tạc mà bôi nhọ họ tuy nhiên hữu xạ tự nhiên hương báo chí tự do không sợ cường quyền và luôn muốn phơi bày cái xấu cái ác đảng không thể ngăn cản được nhất là trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay cũng chính vì thế đảng cộng sản muốn bằng mọi cách gây áp lực lên các mạng xã hội lớn để bấp tương tác và ngăn chặn các kênh của báo chí tự do không cho đến được với người dân ở trong nước. Thậm chí họ dở chiêu bài bẩn là dùng sản phẩm của báo tự do để đánh lại chính tờ báo ấy, cái gọi là vi phạm bản quyền. Trở lại câu chuyện đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn vì trong tay nắm độc quyền báo chí nên ông Mai Trị Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khẳng định những thông tin trên mạng xã hội là do các tổ chức phản động lan truyền việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng cảng long sơn là bịa đặt ông mai sĩ lân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn phủ nhận đàn áp và chuộc mũ là phản động bịa đặt thực tế hình ảnh trên mạng được nhiều người chia sẻ lại là do chính người dân tham gia phản đối quay được ngày nay ai cũng có smartphone trên tay ai cũng có thể ghi hình và quay lại các clip để mà tung lên mạng. Vì trách nhiệm lên tiếng cho người dân thấp cổ bé học, nhiều người có trách nhiệm đã chia sẻ những hình ảnh đó và cất lên tiếng nói vì công lý. Thay vì lắng nghe dư luận, ông Mai Sĩ Lân đã đưa vào báo chí độc quyền rồi trắng trợn vu cáo tổ chức phản động bịa đặt. Trắng trợn đến mức hình ảnh người đổ máu, người gục ngã được ghi lại rõ ràng, vậy mong này vẫn bảo là bịa đặt có người nhận xét, phủ nhận và chuộc mũ cho thế lực phản động và bịa đặt. Khi hình ảnh đã tràn lan như thế thì chỉ có người Cộng sản mới làm được. Sự lươn lẹo của ông Mãi Sĩ Lân còn thể hiện ở câu nói việc xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn nằm trên bãi biển thuộc xã Hải Hà không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân nên không thể có việc cưỡng chế. Ở đây người dân bị tước mất môi trường kiếm sống, bị tước mất kế sinh nhai chứ đâu có bị cướp đất. Tại sao ông Mai Sĩ Lân lại bóp méo vấn đề và lờ đi bản chất của sự việc? Độc quyền báo chí với gian trá có chuẩn bị, ông Mai Sĩ Lân thì vin vào điều vấn đề để mà cướp đất để phủ nhận những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu. Vụ việc cảng Long Sơn tương tự như vụ Formosa. Formosa gây ra phấn nộ của người dân, không phải vì họ cướp đất mà vì họ tàn phá môi trường biển. Đây hàng triệu ngư dân vào thế khốn cùng. Những dự án này đều làm cho nền kinh tế biển Việt Nam bị tổn thương nghiêm trọng, làm cho môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tội này không thua gì tội cướp đất của dân. Bị đảng đạp đổ chén cơm, dân phải xuống đường mà thôi. Người dân đang sinh sống yên bình, dù nghèo nhưng họ có kế sinh nhai ổn định bỗng nhiên nhà nước xông đến tước mất chén cơm của họ, dễ bảo họ bị xúi dục, nói họ gây dối, rồi sau đó cho công an tấn công. Thì có thể nói đảng dở thủ đoạn quá thâm hiểm với nhân dân. Trước sự mất mát to lớn như thế, nhưng 800 tờ báo không một tờ nào dám nói lên tiếng nói của nhân dân. 500 ông bà nghị ở Ba Đình hội họp, không một ông bà nào lên tiếng cho nhân dân. Vậy còn ai dám đứng về dân đây chỉ có những người mà Đảng Cộng sản gọi là phản động mới dám làm điều ấy. Nhưng những ai dám lên tiếng cho dân mà đang ở trong nước thì dễ gặp nguy hiểm, bởi ông Tô Lâm sẽ cho lính truy lùng để mà trả thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Đạo đức sáng ngời, đàn áp tàn bạo, quan nghi sơn lên báo phủ nhận và chụp mũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.